Chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư và các bạn. Và đây là một căn hộ thuộc khu căn hộ Sunrise City. Căn hộ này nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý anh chị nhà đầu tư và các bạn. Căn hộ này có view rất là đẹp. Nhìn xuống bên dưới đây là hồ bơi. Còn chỗ kia là cầu Rạch Vàng để đi ra đường đại lộ Nguyễn Văn Linh và hướng đi về Nhà Bè. Căn hộ ngày hôm nay chủ nhà mới decor rất là đẹp. Đây là không gian phòng khách của căn hộ. Căn hộ này thì kế bên siêu thị Lotte Mart. Ở đây có bộ sofa rất là đẹp này. Chủ nhà đã trang bị đầy đủ hết toàn bộ nội thất. Ở đây có bộ bàn ăn, 6 ghế. Nhà nội thất cao cấp, chủ nhà mới decor xong. Còn đây là không gian phòng bếp. Căn hộ này có diện tích là 163 m². Nhà thiết kế là phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và 3 toilet. Đây là không gian phòng bếp. Ở đây có đầy đủ nội thất, tủ lạnh các thứ có hết rồi. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Nhà đẹp mới. Quý anh chị chỉ việc xách vali vào là mình ở thôi. Còn ở sâu vào bên trong này là có một cái lô ra để quý anh chị để máy giặt và phơi đồ ở đây. Và trong này có một phòng, phòng này thì quý anh chị có thể để làm phòng treo quần áo trong này. Hoặc là mình để tủ giày dép làm nhà kho. View rất là đẹp, căn hộ này view thoáng lắm. Đây quý anh chị nhìn ra khắp này, chỗ nào mình cũng có nên view để mình nhìn. Đây là không gian phòng bếp rất là rộng. Tông màu của căn nhà này tông màu trắng. Ở đây quý anh chị khu vực này mình ngồi uống trà uống nước ở đây cũng được này. Đây là phòng ngủ số 1, phòng này ngủ này thì không có toilet bên trong. Phòng này thì view nhìn trực diện xuống hồ bơi, view rất là đẹp. Giường nệm ga gối đầy đủ hết rồi, quý anh chị chỉ việc xách vali vào là mình ở thôi. Căn hộ này diện tích là 163 m². Nhà có tất cả là 4 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng bếp và một lô ra phơi đồ. Căn hộ này thì chủ nhà gửi chúng tôi chào bán với giá là 8 tỷ 900 triệu. Giá căn hộ này so với một căn penthouse thì căn hộ này rẻ hơn rất nhiều. Giờ một căn hộ penthouse ở đây thì giá bây giờ khoảng hơn 10 tỷ. Đây là toilet dùng chung ở bên ngoài. Nhà đẹp. Đây có vách tăm kính đứng. Và đây là phòng ngủ master. Phòng ngủ này rất là rộng. Có, ở đây có tủ áo này. Tủ áo và ở đây có một cái view để nhìn xuống dưới hồ bơi. Còn đây là toilet. Trong phòng ngủ, toilet rất là rộng. Có vách tăm kính đứng đầy đủ. Ở đây có một bồn tắm nằm. Từ căn hộ đây quý anh chị đi sang khu trung tâm thương mại SC Vivo City và Phú Mỹ Hưng thì mình đi chỉ khoảng 1 km thôi. Còn ngay đối diện bên kia đường là siêu thị Lotte Mart và ngay bên chân của chung cư đây là ngân hàng Vietcom, ngân hàng BIDV, ngân hàng Agribank, Vietinbank đầy đủ ngay bên dưới. Tiện ích ở đây thì đầy đủ hết. Quanh quanh trong khu Him Lam đây thì có đầy đủ các quán cà phê, quán ăn. Và ngay xung quanh đây thì có trường Đại học The Mid, Đại học Cảnh sát, Đại học Tôn Đức Thắng,
Đây dưới này view rất là thoáng, ở đây nhìn ra kia là nhìn xuống cái công viên và cái rạch Bàng, nên rất là thoáng mát. Cái phòng ngủ này thì quý anh chị có thể nên đi thông sang phòng bên này qua cái vách cửa ngăn đây. Nếu quý anh chị mở cái cửa này ra thì là mình đi thông giữa hai phòng. Đây view phòng này thì nhìn xuống view nội khu và nhìn xuống đường Nguyễn Hữu Thọ. Căn hộ rất là đẹp. Chỉ với 8 tỷ 900 triệu là quý anh chị sở hữu ngay một căn hộ nằm ngay khu trung tâm quận 7. Căn hộ này có diện tích là 163 mét vuông. Nhà có tất cả là 4 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng bếp và lô gia phơi đồ, nhà full nội thất. Nội thất của căn nhà là nội thất mới hoàn toàn. Đây là toilet ở trong phòng ngủ số 4. Thì căn hộ này có tất cả là 4 phòng ngủ, thì trong đó là có 2 phòng có toilet và 2 phòng là không. Phòng này view rất là thoáng. Đây có 2 cửa sổ hai bên đầu giường này. Và tủ áo âm tường luôn. Căn nhà quá đẹp luôn. Tiện ích xung quanh đây đầy đủ hết rồi. Quý anh chị chỉ đi trong một bước chân, con cái đi học hay đi chợ, các thứ là đi rất là gần. Dịch vụ tài chính ngân hàng ngay khu Sunrise đây và khu Him Lam. Quý anh chị đang coi video nhớ cho chúng tôi một like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Nếu quý anh chị có nhu cầu mua, bán hay cho thuê thì liên hệ với chúng tôi để đặt lịch đi coi nhà. Còn đây là không gian phòng khách này. Tôi quay lại khu vực phòng khách. Quý anh chị đang coi video nhớ cho chúng tôi một like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Nếu quý anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ với chúng tôi để đặt lịch đi coi nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở các tập tiếp theo.